Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin lành cho người Việt ngày 5 tháng 10 năm 2021 với chủ đề Mạnh cơ bắp, yếu tiết độ qua phân đoạn Kinh Thánh các quan sát chương 76 từ câu số 15 đến câu số 31. Lời Chúa chép rằng, bây giờ nàng mới nói rằng làm sao chàng nói được rằng tôi yêu nàng bởi vì lòng chàng chẳng thành cùng tôi. Chàng đã gạt tôi 3 lần và chẳng nói cho tôi biết bởi đâu có sức lực lớn của chàng. Mỗi ngày nàng lấy câu hỏi ghẹo lòng dối trí người, đến nỗi người bị tức mình hỏng chết. Người bèn tỏ hết sự lòng mình mà rằng, dao cạo chẳng hề đưa qua đầu ta, vì từ trong lòng mẹ ta đã làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Nếu ta bị cạo, sức lực ta sẽ lìa khỏi ta, ta tất trở thành yếu như người khác. Dalila thấy người đã tỏ hết sự lòng cho mình, sai mời các quan trưởng Philistin mà rằng, lần này hãy lên, vì hắn đã tỏ hết sự lòng cho tôi. Vậy các quan trưởng Philistin đi lên nhà nàng, đem bạc trong tay. Nàng khiến Samson nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi một người biểu cạo bảy mé tóc trên đầu chàng. Như vậy nàng khởi làm khốn khổ người, sức lực bèn lìa khỏi người. Bây giờ nàng nói, Samson, người Philistin xông hãm ngươi, người thức dậy mà rằng ta sẽ ra như các lần trước và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó. Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Người Philistin bắt người quét con mắt đem xuống ga xa rồi trói người bằng dây đồng đậu đôi và bắt người phải say cối trong ngục. Song tóc người đã bị cạo khởi mọc lại và các quan trưởng Philistin nhóm lại đặng dâng của tế lễ lớn cho Dagon, thần của họ và đặng vui mừng nhau. Chúng nói rằng thần chúng ta đã phó Samson vào tay chúng ta là kẻ thù nghịch chúng ta. Dân sự vừa thấy người cũng cất tiếng ngợi khen thần mình mà rằng thần chúng ta đã phó kẻ thù nghịch vào tay chúng ta là kẻ đã phá hại xứ chúng ta và đã giết biết bao nhiêu người, đương khi lòng rất hớn hở. Chúng la lên rằng hãy gọi Samson để hắn làm trò vui cho chúng ta. Vậy chúng dẫn Samson ở ngục đến rồi người làm trò trước mặt chúng. Người ta đã để người đứng giữa các cột. Samson bèn nói cùng đứa trẻ nắm tay mình rằng, hãy buông ta và để cho ta giờ đến các cột đỡ chịu cái đền, hầu cho ta dựa vào đó. Và đền đầy những người nam người nữ và hết thảy các quan trưởng Philistin đều ở đó. Tại trên sân mái đền cũng có độ gần 3.000 người nam và nữ xem Samson làm trò. Bây giờ Samson kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng, Chúa Giê-hô-va ôi, xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin ban sức lực cho tôi, chỉ lần này mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Philistin về sự mất hai con mắt tôi. Samson vừa lấy hai cây cột ở chính giữa đỡ chịu cái đền, một cây ở bên hữu và một cây ở bên tả, nhận vào mà rằng, nguyện tôi chết chung với dân Philistin. Đoạn người giáng hết sức xô hai cây cột đền đổ xuống trên các quan trưởng và cả dân sự ở đó. Ấy vậy, trong lúc chết, Samson giết nhiều người hơn là giết trong khi còn sống. Kế đó, anh em người và cả nhà cha người đi xuống, đem thây người về, chôn tại giữa Sozea và Etaon, trong mộ của Manoa, cha người Samson, làm quan sát trong Israel 20 năm. Câu gốc trong bài học Kinh Thánh ngày hôm nay là: hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử giống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó. Phía rơi nhất chương 5 câu 8 đến câu 9. Câu hỏi suy ngẫm trong phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay là: ông Samson là ai và Chúa muốn giao cho ông sứ mạng gì? Người Nazi-xê phải giữ những điều cấm kỵ nào? Vì sao ông Samson mất hết sức mạnh, bị bắt và bị khuyết mắt? Bạn học được gì qua cuộc đời của ông Samson? Ông Samson là con của một cặp vợ chồng hiếm muộn. Thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra và báo cho họ biết rằng họ sẽ có con và con ấy sẽ là người Nasire từ trong lòng mẹ với nhiệm vụ giải cứu dân mình khỏi ách thống trị của người Philistin. Các quan sát chương 13 câu số 1 đến câu số 5. Nasire có nghĩa là biệt riêng ra cho Chúa và phải giữ ba điều cấm kỵ: không uống rượu, không cạo đầu, không đụng đến xác chết. Dân số ký chương 6 từ câu số 1 đến câu số 8. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, hãy nói cho dân Israel rằng,
bất luận người nam hay nữ, khi hứa nguyện Nasire đặng biệt mình riêng ra cho Đức Chúa Giê-hô-va, thì phải kiêng cữ, rượu và vật uống say chẳng nên uống hoặc giấm rượu, hoặc giấm của vật uống say lại, cũng chẳng nên uống một thứ nước nào bằng trái nho, hay là ăn nho tươi hoặc nho khô. Chọn trong lúc người biệt mình riêng ra, chớ ăn món chi của nho xanh sản hết, từ hột đến ra. Chọn trong lúc hứa nguyện Nasire, mình chớ nên dùng dao cạo đầu, người sẽ nên thánh và phải để tóc mọc cho đến chừng nào kỳ biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va đã được mãn. Chọn trong lúc người biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va chớ đến gần người chết, người chớ vì cha hoặc vì mẹ, vì anh hoặc vì chị đã chết mà làm cho mình bị ô uế, vì dấu chỉ sự biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời vẫn ở trên đầu người. Chọn trong lúc hứa nguyện Nasire, người được biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Tuy biết mình là người được Chúa chọn và ban sức mạnh siêu nhiên, nhưng ông Samson nhiều lần không giữ nghiêm luật Nasire. Kẻ thù muốn biết do đâu ông có sức mạnh vô song và làm cách nào để chế ngự ông, nên họ dùng mỹ nhân kế. Cô Dalila, người yêu của ông là một phụ nữ Philistine, đã dụ dỗ ông tiết lộ bí mật. Trước sức mạnh của tình dục xác thịt sau 3 lần giữ kín, nhưng cuối cùng ông thất bại trước những lời năn nỉ ỉ ôi của nàng Dalila. Kẻ thù đã xông vào cạo đầu ông Samson đang khi ông ngủ mê mệt trên đùi người tình. Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi ông mà ông không biết. Câu số 20. Bây giờ nàng nói, Samson, người Philistine, xông hãm ngươi. Người thức dậy mà rằng ta sẽ ra đi như các lần trước và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó. Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Ông Samson bị bắt, quét mắt, đem xuống thành Gaza, bị trói bằng dây xích đồng và bắt say cối trong ngục. Ông Samson được Chúa ban ân tứ lớn, có sức mạnh vô song, nhưng ông hoàn toàn thiếu tiết độ. Ông sử dụng sức mạnh cho tư kỷ thay vì để giải phóng dân tộc theo ý Chúa. Mặc dù Chúa đã nhậm lời cầu nguyện chân thành và ban cho ông sức mạnh siêu nhiên lần cuối để tiêu diệt toàn thể thủ lĩnh cùng những người tham dự tế lễ trong đền thờ tà thần Dagon và chết chung với họ. Mặc dù tên ông được liệt vào danh sách anh hùng đức tin trong Tân Ước, Hebrew chương 11 câu 32, ta còn nói chi nữa? Vì nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Jephthê, David, Samuel và các đấng tiên tri thì không đủ thì giờ. Nhưng cuộc đời ông Samson chẳng những thất bại như một cái thành hư nát không có vách ngăn. Châm ngôn chương 25 câu 28, người nào chẳng chế trị lòng mình khác nào một cái thành hư nát không có vách ngăn. Và cũng đã nêu gương xấu cho hậu thế và sự thiếu tiết độ của mình. Ân tứ Chúa ban cho chúng ta là để phục vụ, làm lợi ra cho Chúa. Người chôn giấu ân tứ hoặc thiếu tiết độ trong việc sử dụng ân tứ cho mục đích sai lạc theo tư dục mình là phạm tội với Chúa. Chúng ta ai cũng nhận được một hoặc nhiều ta lâng Chúa ban. Xin Chúa cho chúng ta tránh gương xấu của ông Samson, biết thuận phục Thánh Linh để sống tiết độ trong việc sử dụng ân tứ, đem lại lợi ích cho Chúa và cho nhiều người. Bạn có tiết độ trong việc sử dụng ân tứ Chúa ban cho không? Xin mời chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Ngài đã cứu chúng con và ban ân tứ để chúng con phục vụ. Xin giúp chúng con biết đầu phục Thánh Linh để từ bỏ sự không tin kính và dục vọng trần gian mà sống cách tiết độ, tin kính và công chính trong đời này. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và học lời Chúa ngày hôm nay. Mọi đóng góp, ý kiến, thắc mắc của quý vị và các bạn hãy để lại dưới phần bình luận của video này và đừng quên chia sẻ kênh Tin Lành cho nhiều người biết đến tình yêu thương của Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị và các bạn.